Xin chào mọi người, hoan nghênh đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao, một chương trình rất quen thuộc được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và liên tục được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay Hoàng Rapper sẽ tiết lộ sự góp mặt của một nữ VJ, nghệ sĩ rất đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp. Và cô ấy được mệnh danh là người phụ nữ bí mật trong bóng tối của những rạp hát. Đó chính là MC Đàm Phương Linh. Yeah, chào Linh. Dạ, hôm nay em biết là em sẽ được gặp anh Hoàng Rapper, cho nên là em mang quà tặng anh. Chúc mừng anh đã lên chức vô một lần nữa. Cảm ơn em, cảm ơn Linh. Trời ơi, đây là quà bí mật nha. Anh về anh nhớ mở ra rồi anh cho em feedback coi làm sao nha. Nó sẽ hỗ trợ cho anh trong việc làm bố lần thứ ba này, sẽ giúp anh đỡ mệt mỏi và đi quay tràn đầy sức sống năng lượng, không có thiếu ngủ nữa. Tuyệt vời, cảm ơn Linh rất nhiều. Vậy là anh khoan hãy mở ha. Về nhà mình dành bất ngờ đúng không? Trời. Và lời đầu tiên thì cho Đàm Phương Linh xin được gửi lời chào đến các khán giả của Khẩu vị ngôi sao. Và ngày hôm nay em rất vui khi được tham gia vào Khẩu vị ngôi sao và mong là sẽ được thưởng thức rất là nhiều những cái món ăn ngon đến từ chương trình. Chắc chắn rồi, ngày hôm nay là ngày của em rồi, anh sẽ dành trọn vẹn không gian này, thời gian này dành cho Đàm Phương Linh thôi, tại vì em dành tình cảm cho anh vậy là nở lòng nào mà dìm người đẹp của chúng tôi nha. Được đến với chương trình này, những tình cảm và tấm lòng sự thể hiện tốt như vậy thì sẽ có những cái kết thúc rất có hậu. Và bây giờ chờ đón xem fan hâm mộ của Đàm Phương Linh là ai và đặc biệt khẩu vị của cô ấy ra sao. Hãy cùng nhau khám phá Khẩu vị ngôi sao. Xin mời Linh. Hãy cùng nhau đi tìm và khám phá khẩu vị ngôi sao của Đàm Phương Linh. Cô nàng xinh đẹp này làm sao để giữ được vóc dáng như vậy? Chắc chắn có bí quyết riêng về ăn uống. Và bây giờ xin mời Đàm Phương Linh hãy chào đón hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay nhé. Đó chính là Phú Tài và Chí Bảo. Xin mời. Mời Đàm Phương Linh đứng qua bên đây. Yeah. Chào anh chị. Bắt tay một cái nè. Tự tin lên nè. Đó, Linh cho phép hai chàng trai này, hai fan hâm mộ đã theo dõi cái Facebook của Linh rồi đúng không? Dạ. Thì các bạn cảm thấy yêu mến bạn Đàm Phương Linh ở những đặc điểm nào nè? Em đã xem rất nhiều vai diễn của chị Linh á, thấy có rất là nhiều vai ngớ ngẩn á, làm em rất là thích, đặc biệt là cái vai mà chị đóng với anh Lương Thế Thành á. Trời, nhìn phim Ngũ Hề Tấn Hỷ. Dạ, rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu chị. Dạ. À, hóa ra em có những giây phút ngộ nghĩnh và ngớ ngẩn như vậy à. Đâu? Tái hiện cái giây phút ngớ ngẩn cho anh xem nào. Tại cái vì đó không được quá. Cái đó phải anh một người xoáy ca thì tự nhiên cái nó mới xuất hiện được cái nét ngớ ngẩn đó. Dạ. Kỳ ta, anh không đủ sức để... Không đủ em... đâu. Không. Anh sẽ nhờ Lứa Thành sao? Còn với bạn thì sao nào? Em mới biết chị gần đây thôi, với vai trò là VJ hơn là diễn viên. Thì em có xem qua những cái chương trình mà chị làm VJ thì em rất là thích cái cách chị giao lưu với khán giả, trong đó thấy được cái tính cách của chị nó rất là thân thiện, nó rất là dễ thương, dễ gần, nên em rất là yêu quý chị. Vậy em có yêu mến anh không? Chắc không đâu. Anh thường thường rapper thì anh nói nhanh lắm anh. Em mà yêu mến em anh yêu. Sẽ cố gắng nói chậm lại cho em nghe nó rõ. Cảm ơn các bạn. Nè, giới thiệu với Đàm Phương Linh, đây là bạn Phú Tài, đây là bạn Chí Bảo. Hai chàng trai ngày hôm nay không biết là sẽ nấu ăn ra sao đây. Và bây giờ hãy đi tìm và khám phá khẩu vị ngôi sao của Đàm Phương Linh bằng cách chúng ta mở đề bài đang nằm bên trong chiếc tủ lạnh này với rất nhiều thức ăn. Xin mời các bạn. Pum, 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 pum. Nhiều đồ ăn quá nè. Rất nhiều thức ăn. Em nhìn kỹ nha Linh nha. Em trả lời cho anh biết được rằng là trong đây có những món em thích hay không? Có, chắc chắn là phải có. Chắc chắn rồi. Là phải có rồi. Em dễ ăn, dễ nuôi mà. Em là người rất thích ăn, rất có tâm hồn ăn uống. Wow. Nếu mà bắt em giảm cân hay là kiêng ăn là em thấy là cuộc đời em chấm dứt rồi đó. Cho tôi được biết là Đàm Phương Linh có ghét món nào trong này không? Có, không thích. Có. Có luôn. Nhiều, nhiều hết. Cái gì cũng ăn được hết, chỉ là em không thích hơn những cái món mà em đặc biệt yêu thích thôi. Cho nên là cũng vài món thôi. Vài món thôi, chứ đa số là thích và ăn được. Đúng rồi. Rồi Đàm Phương Linh thích ăn chay hay ăn mặn? Cả hai nha anh. Em rất là thích ẩm thực chay luôn. Mà bên cạnh đó thì những món mặn thì là phong phú quá rồi, cho nên là tất nhiên phải có trong khẩu vị của mình rồi. Một ngày Đàm Phương Linh uống mấy lít nước? Em ít uống nước lắm. Ủa lộn người ta. Em dở cái đó. Em biết là đến giờ em vẫn chưa sửa được cái thói quen như vậy. Hay gì đó, anh uống quá trời nước luôn, vậy mà da xấu quắc rồi. Cảm ơn Đàm Phương Linh rất nhiều. Đóng tụ lại. Đó chính là những khám phá đầu tiên. Nhưng mà cô nàng này có những cái chia sẻ khá là bất ngờ. Đó là cô ấy vừa thích ăn mặn, vừa thích ăn chay, bên cạnh đó lại uống rất ít nước trong mỗi ngày. Ây chà, vậy sao mà lại giữ được cái vóc dáng và làn da được hay gì ta? Mà em ăn bậy bạ lắm luôn á anh. Cái thói quen sở thích ăn uống của em mà nói ra là nó hơi bị khác luôn á. Thì trong những cái hương vị như là ngọt, đắng, cay, chua, bùi, ngậy ngậy. Dạ. Thì em thích vị nào? Em rất là thích những cái vị mà về chua ngọt.
ai thích ăn đậm đà, em không ăn đồ lạt được, rất là thích chua. Cả về trái cây em cũng thích những loại trái cây mà có vị chua là chủ yếu và ngọt thì là có vị đệm theo thôi. Vậy là chất xê rất nhiều, cũng có năng lượng, rồi đậm đà. Vậy còn mặn mà thì sao? Em là người ăn mặn á, cái đậm đà ở đây của em nói là, cũng là mặn đúng mà, rồi đúng rồi. À vừa ngọt tại vừa những mặn cái vị nó phải nhiều á. Dạ đúng rồi. Rồi ăn là kiểu phải chấm gia vị á chứ không phải là nấu không ăn không. Các bạn nhớ nha. Nhớ những chi tiết đó để lát nữa mình tránh nấu làm sao cho nó thật là đậm đà mặn mà, tránh trường hợp nó bị lạc quá thì người đẹp sẽ không ăn được đâu. Yeah. Và bây giờ sẽ là một không gian riêng dành cho các bạn, hai đầu bếp của chúng tôi với hai dàn bếp rất xinh đẹp. Mời cả nhà di chuyển về bếp. Chờ đón xem với tay nghề của hai bạn trai này sẽ như thế nào. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết sẽ nấu món gì, bởi vì các bạn ấy không thể tự do nghĩ ra một món ăn đó là tặng em. Yeah. Phải theo luật của chương trình. Đó chính là đầu tiên tìm ra nguyên liệu chính, sau đó tìm ra nguyên liệu phụ. Bây giờ sẽ là lượt ưu tiên giành lấy nguyên liệu chính. Chúng tôi chỉ có hai nguyên liệu chính mà thôi. Ai xuất sắc ở vòng thi đấu này, người đó sẽ được ưu tiên lựa chọn một trong hai món trước. Bởi vì mình sẽ hiểu bản thân mình trước. Đúng rồi. Ưu điểm khuyết điểm là sao. Mình đẩy món khó khó ngoài cho đối thủ. ráng nha. Vì người đẹp Đàm Phương Linh là bất chấp tất cả nha. Trong vòng 60 giây các bạn lập tức chạy về khu vực trưng bày ở đằng sau lưng người đẹp. Các bạn đoán xem là Đàm Phương Linh sẽ hợp khẩu vị với những món nào. Mình lập tức mỗi lượt đi như vậy là được lấy một món đem về khu vực bếp đen. Sẵn sàng chưa? Ai càng nhiều và càng hợp khẩu vị với Đàm Phương Linh nhất, người đó sẽ giành lấy quyền ưu tiên. Và bây giờ thì xin mời Đàm Phương Linh đếm ngược. 3 2 1 bắt đầu. Rất tốt. Chúc mừng hai bạn. Và bây giờ Đàm Phương Linh, em muốn kiểm tra khu vực bếp của bạn trai nào trước? Bên này đi. Dạ rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra khu vực của bạn Chí Bảo. Chà, Chí Bảo cũng nhanh hen, lấy được 5 món. Tất cả những món này, 5 món Đàm Phương Linh thích và hợp khẩu vị mấy món à? Anh sao em thấy là không? Mời em vô cái chương trình này là cũng lời lắm luôn á. Ủa lời là sao cưng? Tại giờ chấm điểm là em là bạn được 5 điểm luôn rồi đó. Vậy luôn hả? 5 món quà. Wow. 5 trên 5 luôn, tuyệt vời. Như vậy là đậm đà, mặn mà và trái cây này nọ, đúng chua rồi. Chua nữa. Bình thường là em ăn đúng nho màu xanh này luôn nha. Rất thích ăn cái này luôn nè. Hay quá, cảm ơn em rất nhiều. Em cảm ơn chị. Và bây giờ chúng ta kiểm tra khu vực bếp của bạn Phú Tài nha. Phú Tài thì lấy cũng được 5 món nè. Trong 5 món ăn này, Đàm Phương Linh ạ, trả lời đi, liệu rằng có đạt được thành tích kỷ lục là 5 trên 5 giống bên kia hay không hả? Chấm sao cho quệ đi, khó xử lắm. Ủa nhưng mà em biết ăn hết, em thích ăn hết thì em mới chọn chứ. Trời ơi, em dễ ăn vậy luôn, 5 trên 5 luôn. Dạ. Wow, chúc mừng Tài, hay quá ta. Mừng chị. Như vậy là chúng ta sẽ bước vào hiệp phụ, trong khi tỷ số đang là 5-5. Hiệp phụ là gì đây? Trong vòng 5 giây thôi, chạy đi lấy một món ăn mà Đàm Phương Linh thích nhất nha. Có thể hai món đó Đàm Phương Linh đều cảm thấy thích, nhưng mà chỉ được thích một món nhất thôi. Dạ. Nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Chạy đi, lấy đi, một món duy nhất, chỉ một món duy nhất. Trời ơi, đã có một pha tranh chấp rất nảy lửa tại khu vực siêu thị. Rồi, cả hai bạn đã lấy về một món cho riêng mình. Món của bên bạn Phú Tài là gì Linh ha? Hủ tiếu mì Hoành Thánh. Còn bên món của bạn Chí Bảo đã lấy về là món rau câu. Rau câu. Linh à, trả lời cho anh biết đi, trong hai món này em thích món nào nhất? Em thích món này hơn. Xong phim luôn. Như vậy mì Hoành Thánh đã giành cái quyền ưu tiên chiến thắng dành cho bạn Phú Tài. Chúc mừng Phú Tài. Tanh 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 tanh, đây rồi. Nguyên liệu chính ngày hôm nay gồm hai món ăn rất quen thuộc nhưng mà khá mắc tiền nha. Một bên á là ghẹ, một bên là tôm. Rồi, Phú Tài, trong hai món ghẹ và tôm, bạn lựa chọn nguyên liệu nào? Ghẹ sẽ là món ăn chính của mình. Đây. Đây, nguyên liệu chính của bạn. Bạn hãy cố gắng chế biến món ghẹ này. Còn đây, món tôm, tôm càng đàng hoàng. Thì nghiễm nhiên đã thuộc về bạn Chí Bảo. Chí Bảo. Chúc mừng bạn. Em cảm ơn. Cả hai món ăn này, nói về chế biến thì nó đa dạng cái công thức để chế lắm. Với hai món ăn này đang thiếu nguyên liệu phụ, chờ đón xem nguyên liệu phụ là gì. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy bước vào vòng tiếp theo được mang tên Tiếp Sức Thực Phẩm. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ sẽ là phần Tiếp Sức Thực Phẩm để tìm ra những nguyên liệu phụ kết hợp thật ăn ý cùng với nguyên liệu chính.
Theo đúng quy luật chơi thì bạn Phú Tài là người đã xuất sắc ở vòng đầu, bạn sẽ thi đầu tiên. Cố gắng trong vòng 60 giây đầu tiên là các bạn sẽ phải cố gắng làm sao bằng hình thể của mình, bằng lời nói của mình gợi ý cho người đẹp Đàm Phương Linh đoán được đề bài đang nói về món gì. Đề bài sẽ xuất hiện đằng sau lưng của Linh, nên Linh không thấy được đề bài. Nên cố gắng làm sao miêu tả và nói ra những từ nó không có trùng lặp với đáp án. Nếu như trùng lặp là sẽ bị phạm quy. 30 giây tiếp theo, Đàm Phương Linh lập tức nhớ lại toàn bộ những món ăn đó và chạy đi lấy và đem về cho bạn ấy. Nếu trong trường hợp có những món ăn nào không được đầy đủ hoặc phạm quy, em sẽ phải chịu phạt để lấy lại toàn bộ những món ăn đó. 3, 2, 1, bắt đầu. Chị muốn mua một cái gì đó thì phải biết cái gì? Địa chỉ. Không, cái đó bao nhiêu á, mình hỏi cái gì đó. Cái đó là cái bao nhiêu để chị mua được, còn một cái đó là gọi là gì? Tiền. Trước khi cái này nhiêu là gọi là gì? Hỏi. Cái gì mà mình nấu với canh chua á? Đó, canh chua bạc hà. Không. Giá. Cái giá gì, có một từ nữa mà mình thi đậu người ta gọi là gì, giá gì? Giá đậu. Thay vì cái từ đậu mình có từ khác đó, giá. Giá đỗ. Đúng rồi. Trời ơi mừng quá. Cái này là cái gì? Đi chợ mình mua có, thay vì cái chân con heo có cái gì? Phạm quy chữ heo. Không được dính từ à, cái trái gì mà mình ăn trứng trứng phạm quy à, mình để nấu một cái món gì đó thì mình cần hồi nãy chị hay thích ăn cái đó là cái gì hồi nãy á? Thích ăn cái món gì mà đồ nước hả? Đúng rồi, nước mà có cái món ngon á chị. Bánh canh hả? Đúng rồi, cái gì? Năm. Trước bánh canh nữa. Bốn. Cái gì bánh canh? Cái gì bánh canh đó? Một. Sợi bánh canh. Hết giờ. Nào, 30 giây tiếp theo, bạn chạy đi lấy những món nào bạn cảm thấy là hợp lệ và tự tin nhất. Nhanh lên nào. Anh nghĩ 30 giây mà một món thì chắc cũng thông thả thôi. Ồ, em được lấy có một món hả? Mời em. Giá đổ à. Xuất sắc, quá trời thời gian. Gợi ý muốn rớt nước mắt luôn. Đem về đúng một món, giá đổ. Chúng ta kiểm tra lại một lần đề bài đi, để cho Đàm Phương Linh đỡ tức tối. Giá đổ, có giá đổ. Tiếp theo, đó Phạm Quy, tiếp. Trời ơi, tức ghê. Trứng cút, Phạm Quy luôn, tiếp. Một bánh canh. Ai xà, thật đáng tiếc. Còn nữa không ạ? Chả cá nữa. Như vậy là món ăn này của chúng ta khá nhiều nguyên liệu phụ và đang bị thiếu rất nhiều. Phần bồi thường tổn thất này sẽ được Đàm Phương Linh đảm nhận. Chờ đón xem bạn có bồi thường ở phần vườn thử thách của Chí Bảo hay không. Xin mời Bảo về vị trí. Như vậy là Bảo cũng đã thấy được kinh nghiệm đến từ bạn Tài rồi. Cố gắng đừng sử dụng những cái từ khó như là cái gì, cái đó đó, hồi nãy nấu cái đó là bằng cái này nè. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái này mình hay trộn gì chị? Có rất nhiều rau củ quả trong đó. Trộn gì? Trộn salad. Đúng rồi. Con gì cậu ông trời? Đúng con rồi. Gì cậu ông trời? Cốc. Nó sau cốc khi... xanh, cốc chín, cốc. Nghiền nó ra để lấy những cái giọt nhỏ xuống của cái trái đó. Cái trái mà chị mới vừa nói mà khi nó còn xanh á mình cốc đúng không? Đúng rồi, cái gì của cái cốc mình nè, tinh chất mình đẩy tinh chất mình ép ra hả? Đúng rồi, nước ép. Nước ép gì? Nước ép cốc. Đúng rồi. Cái củ gì mà mình sắc mắt mình cay mắt á chị? Củ hành tây. Giỏi. Năm. Cái này mình hay gọi bốn đi là người 3, Thái, người Thái hay có mấy cái này đâm ớt. Không, cái trái quả trái xanh. Nào, đi lấy những món mà bạn tự tin nhất nào. Cố gắng, Linh lần này món gì ta? Khá tốt, em thì đâu khá tốt. Nhưng quan trọng là trí nhớ của bạn có tốt hay không. Cố gắng nào. Nhớ toàn bộ những món rồi, hình như nếu tôi không nhầm là cũng được 4 món á. Hoàng cũng không nào phụ Linh được. 5. Được, kịp rồi. 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi. Và bây giờ chúng ta kiểm tra đề bài. Trộn. Salad. Trộn. Tiếp theo, hay quá. Tiếp theo. Nước ép cốc. Nước ép cốc. Rồi, cái này quá dễ rồi. Xác ra bị chảy nước mắt. Đu đủ non là món nguyên liệu phụ. Đã gọi nha. Không đủ thời lượng để các bạn tìm ra được món này. Như vậy đu đủ non là món nguyên liệu phụ vẫn đang bị thiếu tại thực đơn của bạn Chí Bảo. Và đương nhiên trách nhiệm sẽ thuộc về Linh nha. Dạ. Quý vị chờ đón xem Đàm Phương Linh sẽ phải vượt thử thách và hình phạt ra sao để mang về những nguyên liệu phụ bị thiếu. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là hình phạt dành cho Đàm Phương Linh. Làm sao cố gắng vượt qua được hình phạt này để mang về những nguyên liệu phụ bị thiếu của bạn Tài và bạn Bảo. Dạ. Và đây là một cơ hội rất là hiếm có để em khoe được cặp chân dài miên man của em. Nhưng không giới hạn về thời gian. Miễn sao á, em sao? Dùng đôi chân em điều khiển. Chân em giơ càng cao thì đồ ăn và thức uống nó sẽ hạ càng thấp. Dạ. Thì đó vừa tầm miệng của em hãy hoàn thành ít nhất là một nửa.
trong số lượng đồ ăn này. Thí dụ chùm nho thì em ăn nữa, còn nước thì em uống nửa ly danh là ok. Ok. Nhiệm vụ của hai bạn chơi là cố gắng giữ thật vững cái khung này nhé. Và Phương Linh à, em không được dùng tay nha cưng. 2, 1, bắt đầu. Ok, ăn trước đi ha. Đúng rồi, ăn trước rồi các khác rồi nước uống. Đúng rồi, trời ơi, đẹp, trời ơi, sao ăn đẹp. Thế ăn đẹp, đúng rồi, mình phải điều khiển một cái tư thế khác cho nó phù hợp. Ờ, cái chụp ơi. Ừ rồi. Giờ đúng rồi, giữ, em vừa thiền okay. Xuống tiếp nó, xuống tiếp nó chị, xuống. Mang giày cao gót à. Chi thôi mà cởi giày cao gót được á. Hay quá em ơi. Cố lên chị ơi. Trái em ơi. Từ từ này thử độ khéo léo của em quá à. Đúng rồi. Thôi đi bóng nước rồi. Đi qua bóng nước đi. Khát nước rồi. Ừ. Tâm đó, nó quay qua đó, đó, đúp vô. Chân cao lên, chân cao lên. Đúng rồi, đó. Dạ, đưa tay ra, đứng im, đứng im luôn, quất lần ấy luôn chị. Mày còn bỏ tay ra nè, anh Giang à. Mỏi, mày nhảy cao gót mỏi lắm. Chưa được, ôi. Rồi, nhẹ nhàng thôi. Không được chậm nữa, thôi đắp mày rồi. Đúng rồi, đó. Quá, một hơi một luôn em, hết ly luôn. Hết ly luôn, hay quá em ơi. Chậm chậm. Giỏi. Ấy một nửa đó. Nửa ly rồi. Giàn nàn quá. Đúng rồi. Mình tập mà lên đi chị, dạ em dịnh. Trời ơi. Hay quá chị ơi. Xuất sắc. Hay quá em ơi. Wow, xuất sắc. Giờ cao là ăn khẽ nè. Quất chảy nữa đó. Đúng rồi. Xuất sắc. Vỗ tay cho người đẹp. Hay quá Linh ơi, như vậy Linh đã hoàn thành được hơn một nửa luôn. Bạn hoàn toàn có thể đem về những món ăn đang bị thiếu về cho hai bạn Phú Tài và Chí Bảo. Xin mời. Và bây giờ hãy sẵn sàng với một gian bếp đã đầy đủ những món nguyên vật liệu của hai bạn Bảo và Tài. Nào Linh ơi, mình đi ăn bắp rang và uống nước ngọt nào. Dạ. Xin mời em. Quá kích thích là đó, đầu tiên là cái khứu giác là thấy điểm 10 rồi đó, thơm. Nhưng mà còn về thị giác thì sao? Nhận xét sơ sơ về cái ngoại hình của hai em này nào. Một bên là của Phú Tài trước đi. Dạ. Cái này là món bánh canh. Bánh canh ghẹ chả cá. Còn bên đây? Dạ, tôm sốt. Ba nàng tôm. À, tôm ba nàng. Vậy ha. Dạ. Em thấy ngoại hình hai bên như thế nào? Em nghĩ là do cái tô nó cũng hơi bé mà mình để nhiều thức ăn quá thì nhìn nó sẽ bị hơi ngợp, nhìn hơi thiếu nước thôi. Còn bên này thì nhiều màu, có xanh, có đỏ của tôm thì nhìn rất là bắt mắt. Nào, hai bạn về vị trí ghế ngồi để mình chia sẻ nhiều hơn về tình cảm của mình nha. Với món ăn bánh canh ghẹ, bạn Phú Tài muốn dành tình cảm như thế nào với Đàm Phương Linh? Món này là món bánh canh ghẹ thì nó rất là nhiều cái bộ ít trong đó. Đặc biệt con ghẹ nó là chưa chắc cái tình cảm của em. Đó, là một fan của chị. Dạ, chị ăn vào chị sẽ cảm giác là có thể tung hoành nè, chị đi quay có sức á. Đó. Mà nghe bạn chia sẻ sao giống như em được tỏ tình vậy cưng. Trời ơi, em nghe thổn thức như nào, ép tim quá. Cảm động. Vậy thì bạn hãy nếm thử món ăn này đi nào. Đây là món bánh canh ghẹ nên phần nước lèo nó cũng rất là quan trọng nha. Ừ, nước dậy mùi lắm nha. Trời. Nghe rất là đậm, đậm đà luôn á anh. Đúng, đậm đà luôn á. Thử đi cưng, trong thời gian này anh bóc ghẹ cho em hả? Bóc ghẹ cho em. Cảm ơn anh. Trời anh mà. Úi dồi, nóng quá em ơi. Nước ngon lắm. Đây, mình tách cái phần mai ghẹ ra. Đó, nếu em rảnh rảnh thì em có thể húp hết trọn vẹn tất cả những nội dung rất hấp dẫn bên trong. Bây giờ khoan chấm. Đúng rồi, không chấm, em không chấm. Em sẽ ăn nguyên si như vậy nha. Dạ. Một phiên bản chân thực nhất có thể. Anh nhật cưới người khô. Rộp rạc. Nghe không? Nghe biến rồi. Nghe rộp rạc quá. Đến hiện tại thì là em thấy là cái món này rất là vừa. Hoàn hảo không? Miệng của em. Vừa miệng của em rất luôn. Rất là vừa. Đúng rồi.
Chúc mừng bạn Phú Tài nha, rất ngon và ấn tượng, lát nữa mình xử tiếp. Rồi, bên đây. Bây giờ thì xin mời người đẹp chúng ta uống một ngụm nước để trả khẩu vị của mình về số 0. Với món tôm này, được gọi là tôm ba nàng. Với món ăn này, bạn muốn dành tình cảm nào với Đàm Phương Linh? Là đây là lần thứ hai em làm món này. Hay quá ta, cũng may mắn quá. Lúc đầu khi mà nhận được cái trái đu đủ xanh á, em định là em sẽ trộn gỏi nó đi, nhưng mà em sợ cái gỏi sống á nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị, nên thôi em đem chiên nó luôn, và em lại lấy trái đu đủ đó làm cái bông hoa đặc xinh để dành tặng cho chị. Và có lời chúc nào bạn muốn dành cho chị ấy không? Em chỉ mong là idol của mình ngày càng khỏe mạnh, ngày càng xinh đẹp hơn để cống hiến hết sự nghiệp của mình cho các bạn fan như em. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Phần thích xong rồi, mình ăn thôi. Cái sốt đó là em làm từ cốc chín và nước ép cốc xanh á anh. Khi mà chị chia sẻ với em là chị thích ăn những cái món chua chua ngọt ngọt và chị lại thích ăn cay nữa, nên thành ra thì em có cho thêm ớt và vào trong đó. Tôm nhà mình lựa mà rất là tươi, rất nhưng tươi. Mà quan trọng là bạn chế biến với thời lượng vừa đủ phải. Tôm hay những loại mà dễ chín, nhanh chín, nói chung á thì nó dễ bị mềm hoặc là bị nhũn ra, nó không ngon. Hoặc là mình luộc hay là mình nấu kỹ quá, cuối cùng mất hết phần nước ngon, nó bị khô thịt đi. Còn này bạn làm chỗ thịt nó vẫn mềm tươi, nhưng mà cắn tới đâu thì nó giòn tới đó. Nhìn thì tự nghĩ là khi mà mình bỏ vào thử thì nó sẽ rất là đậm đà, nhưng mà khi mà mình ăn vào thì nó hơi nhạt. Dạ, thấy nó hơi lạ. Tại vì thành phần đa số đều là trên cốc, cốc bạn ấy xay nhuyễn rồi ép rồi nước cốc hơi nhiều. Cho nên là mình phải cân bằng thêm những cái gia vị khác lắm. Nhưng mà với cái thời lượng như vậy mà với sự chuẩn bị của bạn như vậy thì em thấy là rất là good luôn rồi. Dạ. Chúc mừng Chí Bảo. Bây giờ là phần rất quan trọng của em trong chương trình ngày hôm nay. Em quyết định món ăn nào của bạn Bảo hay là bạn Tài sẽ giành chiến thắng? Không phải vì không ngon, nhưng mà vì nó có sự chênh lệch một tí xíu hơn về do khẩu vị của em thích thôi. Cho nên là em sẽ lựa chọn món bánh canh. Nó rất là hợp và đậm đà với cái mà em thích. Món bánh canh ghẹ. Như vậy chúc mừng bạn Phú Tài nha. Phú Tài là người chiến thắng ngày hôm nay cùng với khẩu vị ngôi sao. Người với gì không ai khác đó chính là Chí Bảo. Chúc mừng hai bạn. Lấy thế nào? Và đây là món quà dành riêng cho người đã được giành chiến thắng bởi sự quyết định của bạn Đàm Phương Linh chứ không phải của tôi. Nên Linh ơi, 5 triệu đồng xin mời bạn thay mặt cho ban tổ chức tặng cho bạn Phú Chúc Tài. Chúc mừng Tài, cảm ơn Tài rất là nhiều. Cảm ơn. Tài ơi, cảm giác như thế nào khi mà món bánh canh ghẹ của mình đã giành chiến thắng? Thật sự là hôm nay em rất là vui và vinh dự được đến đây để thực hiện làm cái món này. Đã được gặp người thần tượng của em. Và thay mặt chương trình thì em cũng xin chúc cho thần tượng của em là chị Phương Linh ngày càng xinh đẹp hơn, nè thành công hơn trong con đường định đã chọn. Dạ, cảm ơn Tài. Cảm ơn Phú Tài. Bên cạnh đó, một giải nhì dành cho bạn, một món quà lưu niệm đến từ chương trình. Dạ, cảm ơn Bảo, cảm ơn Bảo. Thấy làm sao? Hơi chút xíu may mắn thôi. Dạ đúng rồi. Tại vì cái khẩu vị của em nó có thể nó khác với chị. Thì em hy vọng là lần sau là mình có cơ hội được thể hiện cái món ăn này để cho chị dùng thử. Chắc chắn sẽ có lần sau mà. Đúng cảm rồi, ơn Bảo. Cảm ơn Bảo. Đây, Tài ơi, thêm một phần quà nữa đến từ chương trình dành tặng cho bạn nha. Dạ, em cảm ơn. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Ngang lời cảm ơn đến Đàm Phương Linh. Và chúc Đàm Phương Linh sẽ luôn vậy nha. Ăn nhiều nhưng vẫn đẹp và thon gọn. Rất là cảm ơn Hoàng Rapper cũng như là khẩu vị ngôi sao và bạn Tài cũng như là bạn Bảo ngày hôm nay đã cùng với em chia sẻ cũng như là thưởng thức và trổ tài nấu nướng tại khẩu vị ngôi sao. Và rất mong thì khẩu vị ngôi sao sẽ là nơi để các nghệ sĩ có thể đến và chia sẻ về gu ẩm thực của mình. Đó chính là những tiêu chí mà khẩu vị ngôi sao mong muốn những nghệ sĩ tham gia cùng với những fan hâm mộ sẽ có được trọn vẹn những cảm xúc đặc biệt này. Đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi đài truyền hình TP.HCM phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau.